Loạt ô tô mới ra mắt bán chạy. Trong tháng 9 năm 2024, 4 mẫu xe mới gồm Kia Carnival, Hyundai Santa Fe, Suzuki 17 Hybrid và Mitsubishi Triton đều khởi sắc doanh số. Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, cho thấy thị trường ô tô khởi sắc trong tháng 9 năm 2024 và thương hiệu Kia cũng không ngoại lệ. Trong đó, Kia Carnival đóng góp phần lớn khi tăng doanh số mạnh. Cụ thể, Kia Carnival đóng góp 1/4 doanh số với 1.023 xe, tăng 256% so với tháng trước. Đây là tháng đầu tiên từ đầu năm 2024, Kia Carnival trở thành xe Kia bán chạy nhất tại Việt Nam. Đáng chú ý, tháng 9 năm 2024 là khoảng thời gian đầu tiên Kia Carnival phiên bản nâng cấp được bán ra thị trường. Sự tăng trưởng doanh số ấn tượng cho thấy sức hút phiên bản mới không hề nhỏ. Nhân viên đại lý Kia tại Hà Nội chia sẻ, bên cạnh thiết kế mới đẹp mắt, nhờ vào chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước với ô tô sản xuất lắp ráp giúp doanh số Kia Carnival nói riêng và các xe Kia khác đều tăng. Cũng theo báo cáo doanh số từ Hyundai Thành Công, HTV, tháng 9 năm 2024, doanh số hãng cao nhất kể từ đầu năm với 6.500 xe bán ra. Mẫu xe Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới vừa ra mắt cũng có doanh số bước đầu rất khả quan. Cụ thể, tháng 9 năm 2024, Hyundai Santa Fe bán ra 758 chiếc, tăng gần 50% so với tháng trước. Với việc tăng doanh số kể trên, Hyundai Santa Fe củng cố vững chắc vị trí ngôi vương phân khúc xe gầm cao hạng D, D Crossover, tại thị trường Việt Nam, bỏ xa các đối thủ. Ở thế hệ mới, Hyundai Santa Fe thay đổi hoàn toàn diện mạo từ nội đến ngoại thất. Mẫu xe đã loại bỏ phong cách thiết kế với những đường bo tròn trên bản cũ, chuyển sang kiểu dáng vuông vức như một chiếc SUV thực thụ. Tuy nhiên, ở thế hệ mới, Hyundai Santa Fe tại Việt Nam lại lược bỏ động cơ dầu diesel, chỉ còn sử dụng máy xăng. Theo báo cáo VAMA, tháng 9 năm 2024, Suzuki 17 bán ra tổng cộng 282 xe. Trong đó, bản máy xăng thường đạt 26 xe, cao gấp đôi so với tháng trước. Tuy nhiên, đóng góp phần lớn doanh số cho 17 lại là bản Hybrid mới ra mắt với 256 chiếc. So với tháng trước, tổng doanh số 17 tại Việt Nam tăng 2.069%. Hiện, Suzuki chỉ còn kinh doanh 17 Hybrid tại Việt Nam. Các xe động cơ xăng thường còn tại đại lý vẫn sẽ được kinh doanh đến khi hết hàng. Suzuki 17 Hybrid là mẫu xe thay thế cho Ertiga Hybrid đã dừng bán. Với sự ưa chuộng của khách hàng với 17 trước đây, phiên bản Hybrid của mẫu xe được kỳ vọng sẽ giúp doanh số mảng kinh doanh ô tô du lịch của Suzuki khởi sắc. Tháng 9 năm 2024, Mitsubishi Triton hoàn toàn mới được giới thiệu tới khách hàng tại Việt Nam. Nhờ ra mắt phiên bản mới, doanh số Mitsubishi Triton tăng mạnh 318%, bán ra 360 xe. Đây cũng là doanh số tháng cao kỷ lục của Mitsubishi Triton tại Việt Nam kể từ đầu năm 2024. Điều này cho thấy phiên bản mới của mẫu xe dường như đang được đón nhận tốt. Nhân viên đại lý Mitsubishi cho biết việc tăng doanh số của Triton do tháng trước phiên bản cũ tại đại lý bán nốt để chờ nhập xe mới về bán nên doanh số không cao. Khi có xe mới, doanh số Mitsubishi lại tăng trở lại. Bên cạnh đó, ngay sau khi ra mắt, cả 3 phiên bản Mitsubishi Triton gồm 2 VKDS GLX, 2 VKDS Premium và 4 VKDS Athlet đều được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền từ 20-28 triệu đồng. Đồng thời, khách mua mọi phiên bản Triton còn có thêm gói quà tặng trị giá 10 triệu đồng và được miễn phí 6 lần thay dầu và lọc dầu chính hãng. Honda Goldwing có phiên bản mới tại Việt Nam, giá hơn 1,2 tỷ đồng. Phiên bản 2024 của Honda Goldwing được Honda Việt Nam ra mắt ngày 10 tháng 10 với hai tùy chọn màu sắc mới, gồm đỏ đen và bạc đen. Là mẫu xe phân khối lớn phục vụ đi đường dài, Goldwing có dung tích thùng sau lên tới 61 lít, chưa vừa hai mũ bảo hiểm cả đầu. Cùng đó là cặp thùng hai bên yên với thể tích 60 lít. Hộp đựng đồ đóng mở bằng hệ thống khóa thông minh, tích hợp giảm chấn thủy lực. Yên xe sử dụng chất liệu da cao cấp. Phần yên sau thiết kế chuyên biệt với góc tựa lưng 23 độ, đảm bảo thoải mái cho cả người lái và ngồi sau. Kính chắn chỉnh độ cao bằng nút bấm, có thể tự động ghi nhớ các cài đặt và vị trí thường xuyên sử dụng. Hệ thống đèn LED với phần dưới được trang bị 5 thấu kính quang học, tạo ra chùm sáng tập trung nhằm đảm bảo tầm nhìn và khả năng nhận diện kể cả trong sương mù. Hướng đến mục đích di chuyển trên đường trường, Honda Goldwing có bình xăng dung tích 21 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu 5,73 lít trên 100 km. Xe dùng khung sườn đôi nhôm đúc với hệ thống treo thanh giằng kép phía trước, kết hợp với giảm xóc điện tử. Hệ thống càng sau Pro Am kết hợp cơ cấu giảm xóc Pro Link với mức giảm chấn được điều chỉnh điện tử, cùng hệ thống phục chức có thể tự điều chỉnh theo chế độ lái đã chọn. Cùng đó là hệ thống phanh kép kết hợp DCBS giúp hỗ trợ lực phanh đồng đều, cùng điều khiển ABS cho khả năng dừng xe hiệu quả. Honda Goldwing 2024 trang bị động cơ 6 xi lanh đối xứng nằm ngang 1.833 công chức sản sinh công suất, 93 kW tại 5.500 vòng trên 1 phút và mô-men xoắn 170 nm ngay tại 4.500 vòng trên 1 phút. Đây hiện cũng là mẫu xe đường trường duy nhất dùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe có nhiều tính năng hỗ trợ vận hành như hệ thống TBV kép với 4 chế độ lái, công nghệ duy trì độ bám bánh sau HSTC, máy phát khởi động tích hợp ESG, hỗ trợ khởi hành trên dốc,
số lùi điện tử. Honda Goldwing 2024 bắt đầu mở bán tại Việt Nam từ ngày 14 ngày 10 với giá bán lẻ đề xuất 1 tỷ 231 triệu 500 nghìn đồng. Xe điện của Honda sẽ có tiếng ồn, độ rung như xe xăng. Honda đang nỗ lực để cho ra mắt một dòng xe điện hoàn toàn mới, được gọi là Không Series. Hãng xe tới từ Nhật Bản đã tiết lộ một số công nghệ trên chiếc xe điện EV sắp ra mắt, bao gồm khả năng khiến chiếc EV của họ phát ra âm thanh và cảm giác như siêu xe nhà sản xuất. Honda cho biết vỏ pin được sử dụng trong dòng xe điện Không Series sẽ mỏng hơn 6% so với các đối thủ cạnh tranh. Thiết kế tiết kiệm không gian của vỏ nhôm là kết quả của quá trình đúc khuôn lớn. Honda đã giới thiệu một loạt các phần mềm phát triển cho các mẫu xe điện sắp ra mắt của mình và có kế hoạch phát triển kiến trúc hệ điều hành riêng có thể nâng cấp thông qua các bản cập nhật qua mạng. Các mẫu xe điện Honda trong tương lai sẽ được trang bị một bộ hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến và dòng Không Series sẽ có khả năng lái xe không cần nhìn cấp độ 3 nhờ một loạt camera, radar, sonar và cảm biến lidar. Trí tuệ nhân tạo sẽ học hỏi từ hành vi của người lái xe để dự đoán và tránh rủi ro chính xác hơn. Honda cho biết họ đặt mục tiêu trở thành công ty đầu tiên trên thế giới mở rộng ứng dụng các chức năng không cần nhìn vào mọi tình huống lái xe. Honda cũng hướng đến việc truyền sự thú vị vào xe điện của mình bằng cách mô phỏng các loại xe chạy bằng xăng thông qua âm thanh và độ rung. Mỗi lựa chọn đều tạo ra một tiếng động cơ độc đáo, khá thực tế khi nhấn ga, rung ghế lái và thay đổi màn hình hiển thị cụm đồng hồ kỹ thuật số để bắt chước cụm đồng hồ của xe đó. Các phát triển phần mềm khác tập trung nhiều hơn vào tính thực tế. Trợ lý giọng nói của Honda sẽ được cải thiện bằng thuật toán dự đoán hành vi để hiểu rõ hơn ý định của người dùng. Thông tin giải trí cũng sẽ học cách đưa ra gợi ý dựa trên môi trường xung quanh và hành vi quan sát được. BYD trở thành tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc. Trong tháng 9 năm 2024, BYD chính thức vượt qua tập đoàn ô tô Thượng Hải SAIC để trở thành tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc. SAIC vốn được định vị là tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc từ lâu với những thương hiệu liên doanh lớn bao gồm SAIC Volkswagen, SAIC GM, SAIC Passenger Vehicle Branch, SAIC GM Wuling, SAIC Maxus, GG Automobile, SAIC CP và SAIC GM Wuling Indonesia và Milligram Moto Ấn Độ. Theo dữ liệu mới nhất, SAIC đã sản xuất 336.732 xe trong tháng 9 năm 2024, giảm 24,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng lũy kế của hãng này từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024 chỉ đạt 2.649.208 xe, giảm 22,02% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, doanh số bán hàng của SAIC trong tháng 9 năm 2024 là 313.260 xe, giảm 35,03% so với cùng kỳ năm trước và doanh số cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024 là 2.649.333 xe, giảm 21,56% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái ngược với SAIC, BYD đang có phong độ ấn tượng trong những tháng gần đây. Sản lượng của hãng trong tháng 9 năm 2024 đạt 441.052 chiếc, tăng 36,81% so với cùng kỳ năm ngoái. Và sản lượng cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024 lên tới 2.760.910 chiếc, tăng 30,68% so với cùng kỳ năm ngoái. Về doanh số, BYD cũng đạt kết quả tốt. Doanh số bán hàng trong tháng 9 là 419.426 xe, tăng 45,32% so với cùng kỳ năm trước. Và doanh số cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024 đạt 2.747.875 xe, tăng 32,13% so với cùng kỳ năm ngoái. BYD đã chính thức trở thành tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc sau khi hoàn toàn vượt qua SAIC về cả sản lượng sản xuất và doanh số bán hàng. Với việc BYD vượt qua SAIC không chỉ đánh dấu sự thay đổi lớn trong bối cảnh cạnh tranh của ngành ô tô Trung Quốc mà còn cho thấy thị trường trong tương lai sẽ chú ý hơn đến đổi mới công nghệ và các dòng xe năng lượng mới. Xe điện Audi Q6 Sportback e-tron mới có tầm hoạt động xa nhất. Ngày 14 tháng 10, Audi loan báo ra mắt toàn cầu mẫu xe Audi Q6 Sportback e-tron hoàn toàn mới tại triển lãm ô tô Paris 2024. Nhờ thiết kế khí động học với hệ số cản không khí CD là 0,26, phiên bản SUV 0,28 và dung lượng pin lên đến 100 kWh, chiếc Q6 Sportback e-tron Performance có phạm vi hoạt động lên đến 656 km. Điều này giúp Sportback trở thành mẫu xe có phạm vi hoạt động xa nhất trong chuỗi các phiên bản của Audi Q6 e-tron. Mẫu xe Q6 Sportback e-tron được trang bị hai kích cỡ pin và hai hệ dẫn động. Phiên bản mạnh mẽ nhất, SQ6 Sportback e-tron công suất vượt trội 360 kW, 489 mã lực với hai động cơ điện đặt ở trục trước và sau, đạt tốc độ 100 km/h chỉ trong 4,3 giây ở chế độ launch control. Dung lượng pin lớn giúp Audi Q6 Sportback e-tron Performance cho phép dẫn động cầu sau đạt tầm hoạt động lên đến 656 km, trong khi SQ6 Sportback e-tron sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian có tầm hoạt động 607 km. Tất cả các phiên bản Q6 Sportback có tốc độ tối đa cố định 210 km/h. Riêng mẫu xe SQ6 Sportback e-tron đạt tốc độ tối đa 230 km/h. Mẫu xe tiêu chuẩn Q6 Sportback e-tron với dung lượng pin 83 kWh và hệ dẫn động cầu sau
có mức giá khởi điểm là 66.100 euro. Audi Q6 Sportback e-tron Performance với hệ dẫn động cầu sau có giá khởi điểm 71.200 euro. Q6 Sportback e-tron Quattro có giá khởi điểm 77.100 euro và SQ6 Sportback e-tron có giá khởi điểm là 96.200 euro. Audi Việt Nam cho biết sẽ giới thiệu mẫu Audi Q6 e-tron tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.